Chào quý cô chú anh chị, thì hôm nay em tiếp tục lại về một lô vàng hường đọt xanh à, và mỹ cam nữa nha, để giao lưu với quý cô chú anh chị mình chơi Tết. Và bây giờ để không mất thời gian thì em sẽ trực tiếp vào cặp số 1. Này, cặp số 1 là một cặp vàng hường đọt xanh nha quý cô chú anh chị. À, và lẫn một tay là một gà nha. Để cho em xin lỗi. Rồi quanh cái vị trí này là 9 à. Còn quanh cũ. Quanh cũ là 25, cũ rất là bự nha quý cô chú anh chị. Đây cũ ghế đều luôn nha, trọng cũ luôn nha. Cũ rất là đẹp. Quanh là 9. Rồi cặp mã số 1. Em giao lưu với giá là 2.4 triệu ạ. Bao ship là quốc. Rồi tiếp theo là một cặp mỹ vàng chanh ạ. Rồi xin phép cho thông số nha. Rồi hoành là 6 ạ. Cho một dòng rồi thoát thân nha. Thoát thân là 53. Thoát thân 53, hoành là 6. Còn cái cây này đặc biệt là bộ cũ rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây ạ, mỹ vàng chanh mà cái bộ cũ nè. Bộ cũ quá trời luôn nha, em không có làm đế luôn á. Quá trời cái bộ cũ nha. Rồi, bông rất là to nha quý cô chú chị. Cái này về mình kịp kêu tết không nha, em mới xả cái đầu đó để về mình kêu tết. Rồi cây số 2 nha. Cây số 2 có nó có một cái bông này, bông rất là đẹp. Bông đang nở. Cái số 2 em đang hấp thân cho mình xem nha. Hấp thân là 66. Có cái nhánh chỗ này của cô chú anh chị mình không thích thì mình có thể chuyển bỏ được. Rồi cái chai này cũng vậy luôn nha cô chú anh chị. Chữ ghế nè. Chữ ghế rất là đẹp. Già cây luôn rồi nha. Rồi cây này hoành cũng là 6 luôn ạ. À. Hoành 6 luôn. Đế đều luôn nha quý cô chú đây. Cộng đế nè.
Cây này rất là đẹp nha. Rồi cặp Mỹ vàng trăng mã số 2 em vô luôn với giá là 2 triệu ạ. Bao tiếp còn tốt ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cây Mỹ vàng trăng luôn nha quý cô chú. Đây là cây tương lai nha. Cây này rất là đẹp ạ. Em xin phép ra thông số cho mình xem. Cao là 119, 120. Ngang là 41. Hoắc thân là 92. Hoành là 6 luôn. Rồi đế nè, đế đều luôn, đế đẹp luôn. Cây này rất là sạch cây nha quý chú anh chị. Không thẹo hết luôn nha. Cây sạch cây ha. Rồi, lấy một dòng cho mình xem. Chút dậy. Chút dậy. Cây rất là chuẩn cây. Chút dậy. Rồi cây mã số 3 em cho luôn với giá là 1.100.000 ạ. Và tiếp theo là cặp mã số 4 là cặp Mỹ Cam ạ. Loài Mỹ Cam. Xin biết con thông số. Cao là khoảng 140 ạ. Nguyên cái bệ cũ luôn nha. 35. Rồi Mỹ Cam mã số 4, cặp mã số 4 giao luôn với giá là 2 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 5 ạ. Mã số 5 cũng là một cây Mỹ Cam luôn nha quý cô chú anh chị. Quay cho mình xem nha. Cái này thì rất là đẹp. Hoành là 11 ạ. Hoành xuất xuống dưới đây chút xíu nữa ha. Nghe vị trí này luôn là 18. Coi như hoành cũ là 18 mà nghe 11. Rồi đế đều luôn nha quý cô chú chị.
mốt à. Đâu ship là tốt. Và tiếp theo là một cặp phụng hoàng kim thưa quý cô chú anh chị. Một cặp phụng hoàng kim nha. Cao là 26, ngang là 23. Cái số 2. Cái này nó nhiều tuột lắm nha quý cô chú. Vậy này mình về mình cắt rồi mình ương chồng rồi là lời lắm luôn nha. Này hoành là cái này hoành là cỡ 4 rồi đó. Cao là 20, ngang là 30. Rồi một cặp này em giao luôn với giá là 650 à, bao ship toàn quốc luôn nha. Và tiếp theo là cặp mã số 7 à. Cặp mã số 7 là một cặp vàng thường nha quý vị quý anh chị. Vàng thường đọc xanh nha. Rồi bây giờ để em ra thông số à. Cao là 120, ngang là 90, là 51. Hoành là 10 rưỡi. À 10, hoành là 10. Rồi vàng hường theo quý cô chú chị, vàng hường đọc xanh bông đậm nha. Em quay một vòng cho mình xem. Cây càng tròn đều luôn nha cô chú ơi. Có độc chủ luôn nha. Tiếp theo cây số 2. Mã số 7. Cao là 112. Tán ngang là 70. Thấp hơn là 56. Hoành cũng 10 luôn. Rồi. Cái bông nó thì mà vàng hường nha, bông hường bông đậm nha. Cái này cái cây này bông nó muốn lên sọc rồi quý cô chú. Hừ sọc luôn rồi. Rất là đẹp. Rồi cặp mã số 7 em xin cho con với giá là 2.200.000 bao ship toàn quốc luôn ạ. Và tiếp theo là cặp vàng thường mã số 8 ạ. Cặp này là có một cây hộp gà nha quý cô chú anh chị. Đo thông số. Cao là 124. Hoành 9 rưỡi. Nắp hông là 64. Hoành là 9 rưỡi 10 luôn. Rồi củ đế rất là đẹp nha. Củ đế nở. Rồi cặp mã số 8 em cho luôn với giá là 2.200.000 bao ship toàn quốc ạ. Và tiếp theo là cặp mã số 9 ạ. Là hường sọc nha quý cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ xếp ra hông số.
114, ngang là 62, thấp hơn là 64. Hoành là 9. Rồi cây này cái củ đế thì khỏi chê nha quý cô chú anh chị nha. Đế khối luôn ha. Đó, củ đế nè. Đế đều luôn. Rất là đẹp. À, đặc biệt là cái cặp này nó cái bông nó lên sập luôn nha quý cô chú anh chị. Thường mà cái bông lên sập luôn à. Tại vì nó tàn á. Đây, đọc đậm rõ nét luôn cho mình ha. Đây. Rồi. Cánh bông này nhìn rõ luôn. Cuốn đỏ. Và đặc biệt cái cây này cái chân nó lên màu đỏ nha. Em cũng không biết nó lai dòng nào luôn nha. Quý cô chú anh chị nào mình giỏi thì mình cho em ý kiến ạ. Rồi cái cây nó sọc lên sọc mà cái chân nó đỏ ha. Và có một số cây thì một số bông thì cái chân nó vàng. Có thể là nó bị lai đó. Rồi cây sọc. Hoành ngay vị trí này là 9. Hoành ngay đây là 16. Rồi đặc biệt cây này cũng lên sọc luôn nha quý cô chú. Cái bông. Đây ạ, à, cánh. Cái này thì củ đế thì em bao đẹp luôn nha. Dạ. Đây là củ đế nè, quý cô chú anh chị, quá trời củ đế rồi nha. Đế là còn hơn đế cây mai nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cái củ đế này thích hợp mình chơi bonsai được luôn ạ. À. Cái chiều cao nó cũng phù hợp với chơi bonsai nữa. Rồi anh xin phép cho cái số nha. Rồi, thấp thân là 37. Hoành là 12. Đế nè. Củ đế là 48. Rồi càng xương dày luôn nha quý cô chú. Cao là 115. Ngang là 103. Theo là cây bạc thường. Ngang là 86. Rồi, nguyên một cái bệ cũ nè. Là 21, bệ cũ 21.
Hoành ngay vị trí này là 12. Thoát không là 16. Ủ đế rất là đẹp luôn nha, có luôn đi. Ủ đế nè. Nút da me luôn rồi ha. Hay quá trời đẹp. Rồi cặp cuối cùng mã số 10 em giao lưu với giá là 2,2 triệu luôn ạ. À. Cảm ơn quý cô chú chị đã theo dõi và đã ủng hộ em. Chúc quý cô chú chị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở một clip mới nhất.